Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán 2 tập 2 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học là bài 92. Chắc chắn, có thể, không thể. Bài số 1. Nấu thể ghi từ thích hợp với mẫu hình vẽ. Chắc chắn xảy ra, có thể xảy ra, không thể xảy ra. Trong này là một cái hũ và chứa một số viên bi. Trong này thì chúng ta sẽ có một viên bi trắng. Đà. Lấy ra được một viên bi màu. Màu đây là màu cho là màu xanh đi ha. Thì trong này không có viên màu xanh lấy đâu mà có. Lấy ra cho được. Đà. Như vậy là không thể xảy ra. Toàn là bi trắng không mà lấy đâu ra là có bi xanh mà lấy ra đúng không? Đây là không thể xảy ra. Trong này vừa có bi trắng và bi xanh thì lấy ra được một viên bi xanh, thì trong này là có thể xảy ra chứ không chắc chắn nha, có thể xảy ra. Còn trong này là toàn là bi xanh, chúng ta lấy ra một viên thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy được một viên bi xanh. Bài số 2. Sử dụng từ chắc chắn, có thể, không thể để mô tả tình huống trong bức tranh sau. Đây là một bức tranh thì có là bạn này đang đá vào cái lưới này. Thì trong này thì chúng ta sẽ sử dụng từ chắc chắn hay là sao? Chắc chắn là không được. Có thể này, không thể là không được. Chúng ta đá thì có thể vào, có thể ra ngoài, được không? Như là có thể là vào. Còn chắc chắn vào thì không được. Đâu có ai mà đá 100 quả mà vào 100 quả đâu, đúng không? Không được. Và không thể thì cũng không được. Đá 100 quả thì cũng có quả vào, có quả không chứ. Chứ không lẽ là không vào hết, không vào hết thì đâu có được. Đó. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng là có thể. Như vậy là có thể. Quả bóng vào lưới. À, có thể quả bóng vào lưới. Hoặc là có thể quả bóng không vào lưới. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Trò chơi tập tòng vong. Tập tòng vong, tay không, tay có, mình đoán tay phải. Có nghĩa là cái trò chơi này là chúng ta sẽ cầm một cái vật gì đó trong cái tay. Chúng ta đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại gì đấy. Thì bạn này đoán coi cái vật đó nó nằm trong cái tay nào. Đà. Thì trong này thì chúng ta sẽ đoán là có thể xảy ra. Ví dụ ta đoán tay tay này nhưng mà có thể ra tay này, hoặc có thể là đoán đúng nó đang ở trong tay này, ví dụ vậy. Như là cái này thì chúng ta phải có hai bạn chúng ta thực hành cho nó dễ hơn, được. Em và bạn thực hành nhiều lần đánh dấu tích vào ô lần đoán đúng. Đà. Như là cái này thì chúng ta sẽ người dự đoán kết quả đúng nhiều lần hơn là. Vậy này chúng ta phải chơi thực tế ha. Ở cái phần này chúng ta cho qua nha. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.